miệng chồng là thùng rác. Miệng chồng là thùng rác. Miệng chồng và thùng rác tức là sao? Là miệng của chồng hôi như thùng rác, hay là miệng của chồng như cái thùng rác để quăng đồ vô, hay là như thế nào? Là để xe chung kể là này, khi sống chung với vợ rồi lỡ mà cũng nói chuyện kể kể chuyện với vợ nữa, anh phải suy nghĩ kỹ trước khi anh kể cái đơn chuyện nha. Để nghe một chút. khi sống chung với vợ thì vợ có mấy lần mà nấu đồ ăn Hàn Quốc cho Sejun, Sejun ăn. Ví dụ mà những ngày mà nhân dịp ngày sinh nhật của Sejun với lại hoặc là tự nhiên là vợ muốn nấu gì mà cho chồng ăn ngon và nó nói chung là cái món mà bổ dưỡng gì đó. Là cho nên là vợ thì tự nhiên cái nấu cái lẩu kim chi, vợ nói là cái đó là lẩu kim chi. Lẩu kim chi thực tế ra cái muốn ra là chẳng đó nó lẩu thái mà có kim chi với lại nó có bạch tuộc nữa. Thật ra đúng kiểu món lẩu kim chi là lẩu mà có kim chi với lại nó có vị mặn và nó có thịt heo vân vân này, không bao giờ có bạch tuộc, không bao giờ mà có vị chua và đắt vị đắng nữa. Cái đó cũng hơi kỳ, cũng phải ăn. Mà không ăn thì vợ thì đang nhìn chằm là tại sao không ăn rồi nữa. Cái ánh mắt giống như là mày tại sao không ăn, thám hiểm ra rồi ăn. Nhét vào đi. Không dám ăn nhưng mà cố gắng thử ăn một muỗng rồi. Sao kỳ ta, mà ngon. Ngon thì ngon, nhưng mà cái nhìn một cái là nó hết muốn ăn rồi. Cho nên là xe thì nhắm mắt rồi ăn. Ngon quá, nó không thể mở mắt này được đâu. Rồi ăn như thế này xong giống như là xe trong lúc tôi cảm giác là cái miệng chồng là giống như là thùng rác đó. Mà ăn có ngon không? Ngon thì ngon nhưng mà không hiểu tại sao ngon đâu. Cái đó phải nhìn là nó không thể nào ngon được. Nhưng mà cũng may là anh nói ngon đó. Chứ anh nói không ngon cái là tuần sau em không gặp lại anh đâu. Giờ anh coi xong tuần này là căng lắm đó anh. Chú nè, ở các bạn ở đây là có bao giờ ở chung với nhau thì chắc chắn là đã có rất là nhiều lần nấu ăn với nhau đúng không? Có bao giờ mới gặp cái trường hợp là người yêu của chúng ta nấu một cái món ăn thì nó kinh khủng mà không ăn được không? Đó anh Nam. Bây giờ thì Nam thì cố gắng tự nấu ăn để vượt hay là để chống cái này. Nói chung là vợ của Nam thì nấu rất ngon, những món thì em ấy biết từ xưa rồi, nhưng mà khi nào cô không phải khi nào nhưng mà nhiều khi thử cái gì mới thì sau đó thì như là mình sợ mình sẽ chết, vì kiểu là cái đó là một lần thì nấu cái củ măng và mình về nhà mình ăn quá nhiều vì đói và cái đó khá ngon, nhưng mà ăn xong khoảng 2 tiếng sau thì bắt đầu thấy như là không thấy rõ và rất là mệt, và sau đó thì khoảng 2 tiếng thì tưởng là sẽ chết và cuối cùng phải ói hết và mới khỏe lại. Thì từ lúc đó thì không ăn măng. Và lúc nào cũng vợ muốn thử cái món mới thì mình rất là cẩn thận và cố gắng nấu với vợ. Hay là nói là em ơi thì có thể là nấu cái gì mình biết rồi từ trước rồi vì cái đó là ngon rồi, nhưng mà cái gì mới thì chắc không biết là sẽ thành công hay không. Em nghĩ là trước khi nấu là chị mua bảo hiểm rồi đó. Ăn mà phê chắc là chị cháy. Không ăn măng độc lắm, ăn măng có gì mà ăn không có được. Ăn măng nó rất là bị nhức không người. Mà nhiều khi là trước hôm đó là anh Nam có giấu tiền lương hay làm gì có lỗi không? Không, chỉ mua bảo hiểm thôi. Mấy cái này là một cái giống như là một cái quà. Thì bây giờ người ta thương mình, người ta đang làm cái gì tốt cho mình, mà dù là người ta nấu không ngon hay là có cái gì mà mình không thích, mình cũng phải giống như giả bộ một chút xíu cho họ vui chứ. Thì bây giờ nếu mà ai mà nấu cái gì mà không ngon á thì mình thử nó ô ngon thì giống như ăn chút xíu xong rồi ô hồi nãy anh ăn rồi thì bây giờ cái này ngon quá anh muốn đem đi ăn ngày mai, đúng không? Xong rồi từ từ sẽ kèm vợ đã chịu học rồi thì cái đó là một cái lòng nó rất là tốt, đúng không? Thì đó rất là sweet. Thì bây giờ mình giống như mình kèm vợ chút xíu để cho vợ nấu ăn ngon hơn đâu gì đâu, hay là giống như người nào mà có cái lòng mà muốn đã làm cho mình rồi á, mình không có nên giống như chê, hay là mình không có nên, đúng không? Người như thế sai thì còn đỡ đi, còn mà bạn em á nấu một nồi nuôi sò bò
rau củ đó. Thường thì rau củ người ta phải làm nhừ đúng không? Được cái rau củ làm sống nhăn à. Mà ngồi kế bên cầm cái muỗng canh á. Ăn đi anh. Em nhớ hoài luôn lần đầu tiên. Ăn ngon không anh? Ngon. Bây giờ nhiều lúc cái chuyện nó cũng đau khổ lắm. Thương thì thương thiệt á, nhưng mà một hai lần thì ok, chứ mà nhiều lần quá. Tại vì có nhiều người yêu rất là thích nấu ăn, nhưng mà thật tình là nấu không được. Cho nên là kiểu đó thì con rất là kinh khủng. Thôi chúng ta hy vọng là nếu như muốn có người yêu, muốn ở chung yêu thì trước nhất là nên tự học nấu ăn đi. Để mà lỡ với món ăn yêu có không được thì mình cũng biết cách để mình nấu món khác, hoặc là mua mì gói sẵn ở nhà ăn cũng được cho nó qua bữa. Rồi câu chuyện tiếp theo, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Phải mỉm cười khi rửa chén. Em hiểu mà, em hiểu. Dạ, em hiểu cái không? Chuyện của Nam này à. Vì chỉ muốn nói là lấy vợ Việt Nam quá sướng. Vì khi ngày xưa có bạn gái Czech, thì ở bên Czech là thói quen là phụ nữ và đàn ông sống chung thì phải chia sẻ những việc ở nhà, ngồi rửa bát hay là hút bụi hay là lau nhà. Nhưng mà cái đó đối với phụ nữ tay chưa đủ. Vì nếu không mỉm cười khi đang làm thì cũng sẽ bị mắng, sẽ bị chửi. Nhưng mà ngày xưa ở bên Tây có bạn gái và mình đang hút bụi, và bạn gái nói là đang hút bụi à, thì tại sao không cười? Thì Nam nói là thì đang làm cái đó không quá vui mà, thì có cái gì để cười. Và bạn gái thì tự nhiên tức giận là nói là trời ơi, làm việc ở nhà thì nên thấy sướng mà, vì làm cho chung hai đứa mình để hài lòng và có nhà sạch sẽ. Thì mình chỉ muốn nói là lấy vợ Tây thì khổ. Vì không những là mình phải làm nhiều việc ở nhà, nhưng mà khi làm thì vẫn bị đánh giá là làm tốt hay làm vui lòng hay không. Và nếu không thì là giống như là không làm luôn. Và ở đây ở Việt Nam thì làm một chút rồi và là như là chồng xíu sao rồi. Cái gì về đây là ông chồng này cũng là siêu sao hết trơn á. Bởi vậy phụ nữ Việt Nam quá tuyệt vời. Anh Khai Giót đồng ý cái gì đó không? Đồng ý. Thế thì không biết là ngày hôm nay á, là chúng ta đang nói về quan điểm những câu chuyện dở khóc dở cười khi chúng ta sống thử. Vậy thì rất nhiều người đã sống thử rồi. Thế thì có ai nghĩ rằng là chúng ta không nên sống thử trước hôn nhân không? Có ai không? Không, ở đây có hai người chưa được sống thử. À, có anh nữa, nhưng mà anh thì nghĩ là anh nghĩ là nên. Nhưng còn anh May thì sao? Anh May với Thiếu Lan. Anh May là anh thích đó mà chị cô không chịu. Xin mà tao không được. Giờ đúng là mình cũng có thích sống thử. Mình thích sống thử. Nhưng mà có một thời gian thì mình có một người giáo viên người nước ngoài có nói một câu mà tự nhiên mà làm mình giật mình. Anh ấy nói là cái gì quên mất rồi nè. You try before you buy. Yeah, you try before you buy. Nhưng mà mình nghe xong câu đó cái tự nhiên mình giật mình. Hả? Ủa tại sao? Là thử trước khi mua. Trước mấy cô thử tấm thân trai này trước khi mấy cô mua đó hả? Tấm thân trai của tụi tôi chỉ để mấy cô thử thôi đó hả? Cái gì vậy? Anh May ơi, mày xuống rồi mày ơi. Cái gì? Em không ngờ anh bình đẳng như vậy. Anh đi xa quá. Anh tự tin vậy luôn hả anh May? Thì hả? Thì mình cái suy nghĩ của anh mà đúng không? Thì mình cảm thấy tại sao mà tự nhiên đàn ông mình bị hạ thấp quá vậy? Tự nhiên anh thử mà em có cảm giác như anh tự đặt anh vô làm món hàng á. Em thấy là con gái mới thiệt thòi, sao đàn ông thiệt thòi. Chứ anh không nghĩ là anh thử người ta hả? Thì người ta cũng thử anh mà. Thì cái chuyện ủa anh đi coi phim anh phải coi trailer và teaser chứ đúng không? Dạ, yeah, chứ cái coi phim phải coi trailer chứ mới coi là mình có muốn coi cái phim đó hay không chứ. Đó đúng rồi, cảm ơn. Đúng không? Sao chương trình này có chị gái nào hay là em gái nào muốn thử trước khi mua thì ghé đây lấy số điện thoại đây. Tốt lắm nha quý vị. Người tốt lắm nha quý vị. Hết mọi thiệt thòi. Mà lô hơi bị nhiều. Thiếu Lan thì sao? Em cũng thích sống thử để xem coi có gì mà không chấp nhận được không. Tại vì nếu mình mà chấp nhận được là mình yêu họ thật sự, và họ chấp nhận được mình thì hai người yêu nhau thật sự thì với có thể lâu dài với nhau được. Dạ. Không cái chữ yêu là cái sự chấp nhận và thích hoàn nghi lẫn nhau với những cái xấu và những cái tốt của người đó. Thế còn phía bên các bạn bên đây thì sao? Ryan hay là Akira? Em cũng chưa sống thử đúng không? Dạ em chưa. Mà em có đồng ý với cái chuyện đó không? Cái suy nghĩ của em thì có thể là sống thử trước khi đám cưới là tốt hơn. Để xem thử hai người hợp học nhau hay không. Nhưng mà còn gia đình của em thì có thể là không có đồng ý. Cái đó là có điều một cái điều em đang sợ. Gia đình của em đang ở bên Nhật đúng không? Bên Nhật, dạ đúng rồi. Okay. Và em đang ở Việt Nam đúng không? Dạ. Em đang ở Việt Nam. Em đang ở Việt Nam. Sinh sống Việt Nam đúng không? Dạ. Okay.
Vậy thì sau chương trình không có số 7 nha. Không có số 7 nha. Dạ. Thì xong rồi hai anh em thử sống chung á. Không? Không có tiền trả. Ủa thiệt luôn vậy luôn á hả anh Khao Giót? Sao không? Ờ ok. Cái gì bây giờ bị ba đuổi về đây rồi đó. Wow, được được. Đẹp trai hát hay. Yeah. Biết đâu, biết đâu, biết đâu. Anh nói em nghe nè, what happens in Ho Chi Minh City? Stay in Ho Chi Minh City. Brian. Brian nói gì đi. Ok. Brian nghĩ gì chứ là giờ ở bên này suối bậy, bên này sống thử. Thì Brian nghĩ sống thử là cần thiết. Yeah. Cần thiết tại vì giống như mọi người đã nói mình phải try before you buy, mình phải thử. Còn lỡ mình bị dính thì sao? Cái như mình bị dính gì? Không biết có một cái thói quen không tốt hay là một cái gì đó không hợp với mình thì ví dụ ngáy nè. Thế đó, ở nước ngoài nó không có khái niệm sống thử mà là mọi người ok, thấy phù hợp thì dọn về chung nhà ở với nhau thôi. Chứ người ta không có gọi cái đó là thử. Bên nước Mỹ thì rất là phổ biến. Phổ biến. Cho nên nó không gọi là sống thử. Còn đó là kiểu ở Việt Nam mình thì lại gọi là sống thử để coi. Chính xác thì 50% người ta cả có con thì không kết hôn. Thì như vậy gọi là sống thử đến khi họ chết mà. Không, thực ra là Kyle thấy là Vanessa, Brian, Kyle là Kyle thấy là cái chuyện sống chung trước khi kết hôn là chuyện hết sức là bình thường. Ở bên Mỹ thì chuyện đó là có gì đâu. Tại vì nghe nói là bên châu Âu thì rất là cái khái niệm mà sống chung thì rất là phổ biến và bên chính phủ thì cũng bảo vệ với cái pháp luật, tức là cái kết hôn, cái quyền lợi và cái nghĩa vụ cho cái cặp, cái một cặp vợ chồng hoặc là một cặp mà sống chung nó là y chang, nó không có khác gì đâu. Cho nên là cũng xe chung cũng nhiều, cũng một số bạn, cũng một số cùng biết một số cặp mà châu Âu là bên bên châu Âu đó thì họ bố mẹ của họ cũng là sống chung, không phải là đã cưới nhau rồi. Rồi hiểu rồi, họ chỉ là partner với nhau thôi. Rồi. Họ có thể partner với nhau cả cuộc đời, có với nhau rất là nhiều những đứa con nhưng mà họ không có get married. Cho nên là người ta vẫn gọi là sống chung. Chứ người ta rất là rạch ròi những cái chuyện đó. Chứ không có kết hôn mà đúng không? Người ta gọi là partner thôi. Chứ không có gọi là husband and wife. Cái giấy tờ thôi nên cái đó không có. Nhưng mà thật ra là họ đã sống chung mấy năm rồi. Và họ có con và họ có gia đình. Nhưng mà không gọi là husband and wife mà chỉ gọi là partner thôi. Cái đó là cái điều khác biệt giữa văn hóa của phương Tây với là văn hóa Á Đông của chúng ta. Thì nếu như mà có quen người nước ngoài và phương Tây, nó phải rạch ròi những cái chuyện đó để mà tránh những cái trường hợp là bị xung đột. Và có thể nói rằng ngày hôm nay có nghĩa là một cái chủ đề rất là vui. Tại vì khi mà cái dọn về ở chung nhà rồi thì ngoài cái chuyện là nấu ăn cho nhau, dễ thương với nhau, mua quà cho nhau thì còn có xì hơi với nhau, còn có làm đổ nước hoa của nhau, tất tần tật mọi thứ đó. Nhưng mà rõ ràng đổ nước hoa lên đầu nhau, đổ nước hoa. Nhưng mà Bảo nghĩ rằng đúng là thà là chúng ta nên thử, thử đi rồi hãy quyết định, còn hơn là quyết định rồi sau đó chúng ta lại nuối tiếc thì lúc đó lại là cái điều mà lúc đó lại không còn cách nào để có thể quay trở về được. Với lại phải chịu đựng. Đừng có ảo tưởng quá. Dạ. Yeah. Con người ta cũng là con người đúng không? Là có mặt trái và mặt phải. Tất nhiên là mình phải biết điều đó và thông cảm và thực sự nếu như yêu thì mình sẽ vượt qua hết tất cả mọi thứ. Thế ra cuối cùng lại chung quy lại vấn đề lựa chọn vẫn là ở chúng ta thôi. Chúng ta có quyền chọn lựa sống thử hay không sống thử, cái nào cảm thấy thoải mái thì mình làm. Chứ cũng không nên theo bất kỳ một ai nói là nên thử cái này đi, nên không thử cái này đi. Thì nhiều lúc tự nhiên cái mình lại sống được cuộc đời của mình thì nó rất là tiếc nuối về cái chuyện đó. Cho nên là quan trọng cảm thấy vui thì làm.